Màu vô nè, bình tĩnh nhìn về phía trước, tay để phía sau như thế này nè, đá bật đó, chân chạm vô, bình tĩnh, giữ đều nhịp hít thở, cố gắng lên, còn 20 giây nữa bạn phải cố gắng lên, hít thở đều đó, chân của các bạn nhanh lên, đáp bật đáp bật đáp bật đáp bật, rồi hết sức bình tĩnh, hít thở đều, các bạn còn phải bình tĩnh để các bạn tập cho nó tốt nha. 7 6 ráng lên, 5 4, cố lên cố lên cố lên, 2 1 ngừng. Ở ra rồi, chuẩn bị vào tập rồi. Cái đầu của các bạn á, hơi chồm cái phần đầu của các bạn lên một chút, rồi chồm lên, hơi nhìn vô theo cái chân của mình, lên xuống, xuống hít vào, lên thở ra. Lưu ý là khi chân của bạn xuống thì bạn đừng có để cái chân của bạn chạm vào sàn nhà, bình tĩnh kiểm soát, hít thở, tập thêm 8 giây nữa, lên xuống, bình tĩnh kiểm soát, hít thở nha. Hơi nâng cái đầu lên một xíu, nhìn vô cái chân một chút, gồng cái cơ bụng dưới lại, 2 1 ngưng. Một vào, đáp bật, hít thở, hít thở, cố lên nào, đáp bật, hít thở nha, đáp bật nhẹ nhàng, hít thở, cố gắng lên, bình tĩnh, hít thở, còn 20 giây, 18 giây nữa, tập theo nha, tập theo mình nha, rồi cố gắng bình tĩnh nè, các bạn phải giữ được đều cái nhịp hít thở, đáp bật, 8 giây, hít thở, đáp bật, đáp sát, vỗ tay vô, 3 2 1 ngưng. Vào tập. Với cái bài tập này thì các bạn hãy nâng mông lên, giữ cố định ở đó, rồi nâng chân từng bên luân phiên, trái phải trái phải. Chú ý là cái chân của các bạn khi đưa xuống, mông của các bạn vẫn giữ ở cái nấc trên cao nha, đừng có hạ mông chạm đất, giữ đùi gối, mông và ngực thành một đường thẳng, nâng lên, đảo chân liên tục, luân phiên từng bên chân, bình tĩnh, hít thở, kiểm soát đều. Tiếp tục tập thêm nào, 2 1 ngưng. Tước lên, thở ra, xuống, hít vào nè, đừng có để cái đầu nó đập xuống dưới đất nha, đừng có để cái đầu chạm đất. Lướt lên, thở ra, gồng cái bụng, bụng nó luôn luôn nó giữ góc độ này, các bạn sẽ gồng vô rất là nhiều. Lên, thở ra, xuống, hít vào, lên, thở ra, xuống, hít vào, bình tĩnh, 10 giây nữa, cố gắng lên, 10 9 8, ráng lên, hít nè, thở, hít nè, 2 1 ngưng.